Bác đang nói với cái ca nè con, chờ xíu nha. Ê, chờ xíu rồi mẹ. Đây, mẹ cho con nè. Cốt ngồi đây, cốt uống đi nha. Đó, mẹ cho con ngồi xuống. Ngon hả? Dạ có. Hồi đầu tiên hôm nay con được biết cam á. Ngon hả? Dạ có. Uống cho hết tỉnh nha. Bớt cũng uống nước cam để bổ sung vitamin C này cho khỏe này.